Chuyện tình trường em sao? Không. Em cũng có một bé gái. Có một bé gái luôn rồi. Dạ, 12 tuổi. 12 tuổi. Hiện tại bé đang sống với ai? Sống với em. Sống với em luôn. Ủa vậy mẹ bé đâu? Mẹ em không biết tới giờ đâu. Là chia tay bao lâu rồi em? Tay 2 năm chị. Mà nguyên nhân lý do tại sao hai vợ chồng có một mặt con rồi mà phải chia tay vậy em? Khi vợ nghe lời bên đằng vợ, bên đằng ngoại này kia, nói này đấy kia ấy, cùng hai vợ chồng bất đồng. Cái này cái kia là cái gì? Cụ thể một cái chuyện thôi. Tiền bạc rồi ấy chị. Tiền bạc tùy theo quan điểm mỗi người. Bây giờ mình khổ quá, mình đẻ ra con mình không có lo cho nó được đàng hoàng thì mình nên. Nhưng còn thật sự nếu mình muốn thì mình vẫn có thể sanh con được. Tại vì thí dụ như em gặp một cái người mà người ta có con rồi thì có thể mình cũng không cần thiết nữa. Nhưng mà nếu một cái người đàn ông mà ta chưa có con á, mà nhiều khi người ta cũng muốn thì mình cũng tới lúc đó nhiều khi yêu rồi mình cũng ráng mình đẻ. À, em là Đỗ Sinh Hùng, năm nay 39 tuổi, là nhân viên kiểm hàng. Nhân viên gì? Nhân viên kiểm hàng. Nhân viên kiểm hàng là kiểm hàng gì? Đó là kiểm tra chất lượng hàng. Mà hàng của em kiểm tra là hàng về ngành nào? Ngành về bao bì vậy. À, kiểm tra chất lượng hàng về bao bì. 39 tuổi. Dạ. Hùng hả? Dạ. Hùng 39 tuổi. 39 tuổi. Hùng quê ở đâu? Dạ em quê ở Thanh Hóa. Quê Thanh Hóa, mình vào đây lâu chưa? Vào đây là được 14 năm. Ồ, vậy ngoài bây giờ còn ai ngoài Thanh Hóa không? Dạ còn mẹ. À, trong này em sống với ai? Trong này em giờ em sống một mình. Sống một mình rồi mình sống ở đâu? Em sống ở dưới Bình Dương. Ủa? Giờ một. Thủ Dầu Một. Dạ. Rồi làm việc ở đâu? Em làm dưới đó luôn. À, vậy là hôm nay mình chạy lên thành phố mình ghi hình thôi. Dạ đúng rồi. Mình về lại với Bình Dương đúng không? Dạ đúng rồi. Ok rồi, chào em gái, em giới thiệu với mình đi. Em tên Đinh Thị Xuyến ạ. Em năm nay 37 tuổi ạ. Em làm giúp việc nhà cho thuê ạ. Bà là giúp cho một nhà hay giúp cho nhiều nhà? Dạ, hay là dạ? Giúp cho một nhà. Giúp cho một nhà. Dạ vâng. Làm công việc này được bao lâu rồi em? Dạ em làm mấy năm rồi. Mấy năm rồi. Dạ vâng. Quê mình ở đâu? Quê em ở Thái Bình. Quê Thái Bình. Rồi mình vào đây lâu chưa? Dạ, em sanh ở trong này ạ. Nhưng mà sanh trong này nhưng mà vẫn nói tiếng mà tiếng Bắc. Dạ vâng ạ. Rồi hiện tại là mình đang sống với ai? Dạ em sống với con em ạ. Hai mẹ con em thuê nhà riêng ạ. Con mình năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ con em 16 tuổi rồi ạ. Con gái ạ. Cháu đang đi học hay đang làm gì? Cháu học nó 11. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì hả em? Em thì vui vẻ hòa đồng, thích ca hát. Điểm yếu của em là hay mau nước mắt. Mà vui vẻ nãy giờ chị chưa thấy vui nè. Vui vẻ hòa đồng, cười vui vẻ tươi lên ha. Dạ. Trước khi mà mình làm cái công việc giúp việc nhà 2 năm đó là mình làm gì trước đây? Em ở nhà làm rẫy ạ. Ở nhà làm rẫy? Dạ. Ủa mà hiện tại là hai mẹ con đang sống ở đâu? Dạ ở huyện Đồng Phú ạ, tỉnh Bình Phước ạ. Bình Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước ạ. À, Bình Phước, vậy là cũng từ Bình Phước chạy lên đây ghi hình. Dạ vâng ạ. Đi lên đây bao xa, mất bao nhiêu thời gian? Hơn 2 tiếng ạ. À, em đi bằng gì? Dạ đi xe... Xe tốc hành á hả? Dạ vâng, em đi xe 7 chỗ ạ. À, là đi hơn 2 tiếng, vậy là dạ, xa vâng. Hơn em. Bên em chạy xe máy có hơn 1 tiếng. Dạ. Chắc chắn là hai bạn đều rất là nghiêm túc và hy vọng rằng là tìm nửa yêu thương của mình đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi, thế Hùng giới thiệu một xíu về điểm mạnh, điểm yếu của em nha Hùng. Điểm mạnh của em là không uống rượu, không hút thuốc. Điểm yếu của em là gặp là hơi nhút nhát, đám đông. Hơi nhút nhát, đám đông. Rồi bây giờ em kể tới cái chuyện tình cảm của em một chút ha. Nãy dạ. Em nói là em có một đứa con gái sắp 16. Dạ vâng. Thế mình đã ly hôn bao lâu rồi? Dạ em ly hôn 11 năm rồi. Và cái mối hôn nhân đó là kéo dài bao lâu? 6-7 năm ạ. Vì chồng em bài bạc, rượu chè, gái gú, rồi đánh em. Em có định hướng gì cho tương lai hai mẹ con sau này không? Em thì con em học nghề tóc thì em tính sau này mở tiệm tóc cho con em ạ. Rồi có vốn mở không? Dạ em chưa có vốn ạ. Sau 11 năm mà mình không có bước thêm bước nữa? Dạ cũng có tìm hiểu mấy người nhưng mà ai cũng đòi đẻ mà em thì em không đẻ được nữa nên là... Không muốn đẻ nữa hay không đẻ được nữa? Em không đẻ được nữa. Lý do? Tại em bị mất ngủ, em uống thuốc ngủ nên là đẻ không được. Đâu, rồi bây giờ em còn uống thuốc ngủ nữa không? Vẫn đang uống ạ. Rồi mình có đi khám bệnh điều trị cái bệnh mất ngủ đó không? Dạ có ạ. Về mà sinh nở thì em đã có đi khám bác sĩ phụ khoa lần nào chưa? Dạ chưa. Là y học bây giờ nó hiện đại lắm, nhiều khi em nghĩ em không đẻ được. Đó là do mình nghĩ thôi chứ nhiều khi đi khám lại về phụ khoa là lại bình thường.
không có gì. Dạ vâng. Bên phụ khoa là mình chưa có khám mà. Dạ vâng. Đúng không? Đâu có bác sĩ phụ khoa nào khẳng định là em là không đẻ được đâu. Dạ vâng. Đó là em tự nghĩ thôi. Đúng không? Dạ vâng. Rồi. Mà thí dụ vậy em đẻ được thì em có đẻ không? Chắc em không đẻ, tại giờ em lớn tuổi rồi. Ừ. À, chuyện tình trường em sao? Không. Em cũng có một bé gái. Có một bé gái luôn rồi. Dạ, 12 tuổi. 12 tuổi. À, hiện tại bé đang sống với ai? Sống với em. Sống với em luôn. Ủa vậy mẹ bé đâu? Mẹ em không biết tới giờ đâu. Là chia tay bao lâu rồi em? Tay 2 năm chị. Mà nguyên nhân lý do tại sao hai vợ chồng có một mặt con rồi mà phải chia tay vậy em? Khi vợ nghe lời bên đằng vợ, bên đằng ngoại thì này kia nói này đấy kia ấy, cuối cùng hai vợ chồng bất đồng. Cái này cái kia là cái gì, cụ thể một cái chuyện thôi. Tiền bạc rồi ấy chị. Tiền bạc. Tùy theo quan điểm mỗi người, bây giờ mình khổ quá, mình đẻ ra con mình không có lo cho nó được đàng hoàng thì mình nên. Chứ còn thật sự nếu mình muốn thì mình vẫn có thể sanh con được. Tại vì thí dụ như em gặp một cái người mà người ta có con rồi thì có thể mình cũng không cần thiết nữa. Nhưng mà nếu một cái người đàn ông mà người ta chưa có con á, nhiều khi người ta cũng muốn thì mình cũng tới lúc đó nhiều khi yêu rồi mình cũng ráng mình đẻ. Nếu kết hợp được ngày hôm nay giống như là mình rổ rá cạp lại thì mình chia sẻ, mình chăm sóc những đứa con của mình cho nó thật là tốt, thì chị nghĩ đó cũng là một cái cách. À, đó là tùy thôi, đây là mình nói trước khi mình cũng chưa biết như thế nào. À, em muốn tìm một người bạn trai như thế nào, một người chồng tương lai như thế nào? Không cờ bạc, không rượu chè, không gái gú, không thủy, không đánh vợ nữa, không gia trưởng, không keo kiệt. Ừ. Nãy trong mỗi loạt đó em có dính cái nào không? Gia trưởng có không? Không, không. Vũ phu có không? Không, em không cả. Nhậu nhẹt có không? Nhậu thì em không nhậu, thuốc em không nhậu. Gia trưởng có không? Không. Anh nói thôi nghe, còn có hay không chị chưa biết à. Dạ. Thế còn em muốn tìm một người vợ tương lai của mình nữa là một cái người như thế nào? Người nói chung là em cần người là biết quan tâm lo lắng đến gia đình. Ừ. Về ngoại hình có yêu cầu gì không? Không vậy, nói chung ngoại hình thì tầm mét rưỡi trở lên là được. Dạ. Bây giờ chủ yếu cái tuổi mình là mình gãy đổ vậy rồi, mình kiếm cái người nào mà có đạo đức, chung thủy, biết quán xuyến cái việc nhà và quan trọng là yêu thương những đứa con, yêu thương con của mình ha. Rồi, cho chị em có hình không? Dạ. Cho chị mượn coi. Nói luôn cho chị. Trời đất ơi, hình gì đông người quá vậy, người sao biết ai là ai? À thì có mấy người con trai đó chị. 1, 2, 3, 4, có 5 người con trai hả? Trời đất ơi. Rồi đây. Bên thì quá trời người. Bên 3 người. Đó, coi coi cô đó là cô nào. Chắc anh này phải không ạ? Hay anh này? Chắc anh nào, một anh chắc thôi. Chắc anh này. Lý do là sao mà không chỉ anh ngoài mà chỉ anh trong? Chắc chưa? Chỉ áo trắng. Áo trắng? Sao không chỉ hai người này mà là chỉ cô áo trắng? Em đoán vậy. Đoán vậy. Rồi, ok, bây giờ nhìn về cửa trái tim nha. Chị Tường sẽ mở trái tim ra cho 22 người coi. Nên mình đoán cho vui thôi, đoán có cái cảm xúc mình hôm nay như thế nào. Tên. Dạ chào anh ạ. Sao đoán đúng hay sai? Sai. Sai rồi. Chuyện có bó hoa tặng. Dạ em cảm ơn ạ. Ôm hoa trước đi, trời ơi. Trời ơi. Sao tặng cái con này? Con gì đây? Dạ em cưỡi heo nên em tặng con heo. À, cưỡi heo tặng con heo. Ok, cảm xúc đầu tiên khi mà mở cánh cửa này ra thì em thấy như thế nào? Thì khác hơn với trong hình. Khác hơn trong hình, tại em đoán hình sai với bộ. Còn em, cảm nhận đầu tiên như thế nào? Em cũng không biết nói sao, thấy anh cũng mặt hiền lành. Rồi, bây giờ hai người đều đoán sai hết nè, bây giờ bị phạt nè. Bây giờ mỗi người hát một câu cho nó vui được không? Rồi, em hát trước đi. Cho em về thăm lại bến đò xưa, nhiều kỷ niệm xa xôi nhiều năm rồi, lòng vẫn nhớ tình bận thương xưa trên cung chuyến đò, tình chợt lên khi tuổi vừa yêu, bao nhiêu là mộng mơ tình ngây thơ thổ ban đầu, lơ thơ hàng che già nắng chiều nghiêng đàn châu về, xa xa từng cánh cỏ chập chờn bay về tổ ấm, trên con đường quen thuộc ngày nào tôi vẫn đứng chờ em, nay lối mòn ngày xưa còn mình tôi thơ thẫn trong chiều. Ổn hát mặt ông căng dễ sợ mà ông ngưng rồi ông mới cười. Thế còn em tặng ảnh một đoạn. Yêu nhau mấy núi cũng nèo, mấy sông cũng nổi, mấy đèo cũng qua. Yêu
nhau chẳng ai được xa. Một ngày không đến thì ai ba ngày. Dạ thôi em run. Trời ơi, yêu nhau không ngại đường xa. Một ngày không đến, hai ba ngày đến cũng được, chứ đừng lặn luôn nha cha. Rồi, thôi, bây giờ thì Tường sẽ dành cho hai bạn một ít thời gian riêng để hai bạn trò chuyện với nhau. Và mời hai bạn cùng thưởng thức một bữa ăn trưa rất là tuyệt vời của nhà hàng Chả Cá Đế Vương. Xin mời. Rồi, chị Tường mời hai bạn thưởng thức một món ăn rất là ngon nha. Wow, đây là món bao tử cá của nhà hàng Chả Cá Đế Vương. Nhớ nha, Gà Lăng mời bạn gái ăn. Vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Ít phút chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai bạn ngon miệng. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Mẹ anh nhờ với ai ạ? Mẹ anh nhờ với anh. Tại nhà anh có nhà ngoài ạ. Mẹ anh giờ đang ở bên bé, chăm bé ở ngoài quê. Vậy anh làm ở Bình Dương, anh đi ở nhà thuê ạ? Ở anh ở nhà thuê. Tại anh ở trong đây có bà chị gái ở Bình Dương này luôn. Em đến đây một mình ạ? Em đi với bố ạ. Bố đâu? Dạ, bố em lại ngồi sau ạ. Ngồi cam ạ. Em trên đó là ở nhà trên đó luôn. Ứng dụng NetLove sẽ chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Quý vị hãy đón xem chương trình Hẹn Ăn Trưa nè. Ghép đôi thần tốc trên ứng dụng NetLove. Kết nối yêu thương. Dạ. Có nhà trên Bình Phước luôn à? Không, em nhờ trọ. Em không có nhà. Đi từ trên đó xuống đây mấy tiếng hả? 2 tiếng. Dạ. 2 tiếng không? Dạ vâng, hơn 2 tiếng. Anh đi một mình hay đi với ai? Đi với con cháu mà nó phải đi về nó đi làm. Dạ. Thì nó đây sớm lắm mà chờ lâu quá. Dạ. Làm buổi chiều thì nó phải về làm. Nếu mà em không đẻ nữa anh có chịu không? Trời ơi, tao không nói gì hết trơn, rồi sao hiểu nhau. Trời ơi, tao nói vừa ăn chuyện mà sao em ngu vậy, phải nhờ chị Tường nữa. Dạ. Sao đàn ông không chủ động gì chứ vậy? Hỏi có cuộc sống của bạn ấy làm sao. Còn không thì em cũng có thể chủ động hỏi là cuộc sống anh ấy như thế nào. Còn con cái học hành sao. Mình chia sẻ với nhau chứ gì em ru vậy trời. Giờ có một mấy vợ nữa, nhưng mà vợ anh ví dụ vì một cái lý do gì đó không đẻ nữa thì anh thấy sao, anh suy nghĩ sao? Mình cứ nói rõ quan điểm của mình thôi. À, trong anh thì muốn là để đẻ. Anh là muốn đẻ nữa, muốn đẻ mấy đứa nữa. Đẻ thì để đẻ một đứa. Đẻ một đứa nữa. Lý do tại sao? Tại vì chị biết không, muốn có con cái thì nó vợ chồng nó hạnh phúc hơn. À, có nghĩa là mình muốn bền lâu hơn với cái người sau nữa để cho nó khắc khích. Chứ không, chứ có nhiều người là muốn đẻ là vì muốn đông con cái. Dạ. Mình là muốn cho một mối quan hệ là nó có một đứa con thì để nó ràng buộc nhau. Nó ràng buộc nhau. Rõ ràng gì cái môi trước thì cũng có con mà nó không ràng thì nó cũng không ràng thôi, thấy không? Có cái chuyện ràng hay không ràng không phải, tại vì mình yêu ai mình muốn có con để mà gắn kết tình cảm hơn thì được, chứ còn ràng tới hồi nó cũng đi như thường rồi em ơi. Dạ vâng. Cuộc sống nó còn dài và dù tình yêu nó đẹp lắm. Hễ một khi nào mà trái tim em mà rung động với yêu ai đó em thấy cuộc sống nó khác liền. Nghe luôn nha. Chúc cho em sẽ có được nhiều niềm vui và nhiều cái năng lượng tích cực hơn trong cuộc sống. À, đây là những cái lá thăm trong này đã ghi những cái yêu cầu vui của chương trình để cho hai bạn có thể thoải mái hơn, thả lỏng hơn. Rồi tự nhiên lên nha, thoải mái nha, mời em bóc một lá. Chàng trai xin phép nắm tay nói một câu tỏ tình lãng mạn. Rồi mời em qua bên đây. À, cái này là một cái vui để chương trình đưa ra cho hai bạn. Rồi mời em gái đứng lên luôn. Nắm tay ha, 30 giây thôi rồi mình muốn nói điều gì đó cũng được, tùy mình. Rồi, mình đến đây cũng làm cái chin cho anh em, mình cũng không có thời gian. Mình đến đây thì gặp nhau đây làm cái chin này. Mình tạo với nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ rồi, cảm ơn em. Đó, mình có cái nắm tay vậy mình mới biết mình có cảm xúc gì không chứ. Mình lớn hết rồi, trưởng thành hết rồi. Mời em, đâu có gì đâu mà ngại ngùng. Chàng trai và cô gái ôm nhau thử cơm cảm xúc rồi nói cảm nhận về nhau. Vẫn là cảm xúc nữa. Rồi mời qua lại lần nữa. Rồi bây giờ tới phiên cô gái chủ động nha. Hồi nãy chàng trai chủ động nắm tay mình. Bây giờ mình có thể, hai bạn có thể ôm nhau một cái. Rồi mình hãy nói cái cảm xúc của cô gái luôn. Rồi mọi người nói cái cảm xúc của mình đi.
Sao em nói đi. Em nói trước đi, bạn Hùng nói trước đi Hùng. Sao mình đến đây thôi thì cũng em có duyên rồi. Mình đến đây thì thời gian nó không có được nhiều. Dạ. Thì mình để tạo cho nhau cơ hội. Dạ. Để mình tìm hiểu nhau. Dạ. Mà em cũng vậy ạ. Dạ. Em cũng vậy, cô ấy thật là đơn giản, em cũng vậy thôi. Tại sao mà chị muốn các bạn có cái sự tương tác với nhau nhiều? Vì cả hai đều là những người gãy đổ. À, chị thấy là em gái còn rất là nhiều băn khoăn. Chị cho em muốn em hỏi thêm chàng trai vài điều nữa đi. Anh làm một tháng dư được mấy triệu ạ? Anh thì nói chung anh không có rượu trà, không có thuốc thiết gì cả. Thì tháng thì dư 8-9 triệu của đó. Không rượu bia thuốc lá gì hết, làm bao nhiêu tiền là đem về là gia đình hết đúng không? Dạ. Mà hiện tại là em tự chi tiêu, tự quản lý, em lo cho con em với bà. Em lo cho con, lo cho con với bà. Cho con với bà, đủ không? Có thiếu không? Không gì hết, đủ. Đủ. Dạ. Vậy bố anh đâu ạ? Bố anh mất lâu, bố anh mất cách đây 6-7 năm. Chưa? Em á, dạ cũng được ạ. Tại vì anh thì anh làm rất lâu rồi, anh làm mười mấy năm, tính ra 14-15 năm. Nên là anh, ở đó là anh không có nghỉ được, anh làm lâu quá. Mình đang ở nhà thuê hả hay là nhà của em ai? Em ở nhà thuê vậy. Ở nhà thuê. Em làm ngoài quê rồi, năm mới làm, em làm ngoài quê rồi. Mà mình dự định là ở Bình Dương luôn hay là sau này về già thì mình sẽ về quê? Nói chung bây giờ thì trước mắt là vậy, nhưng mà cũng có thể đấy. Chưa biết được chị, tùy theo. Quê là ở đâu nãy em nói quê? Em ở Thanh Hóa. Thanh Hóa là hiện giờ nhà ở Thanh Hóa ai ở? Bà nội với lại con bé nhà em ở. À, nãy giờ thấy không? Mình không hỏi là mình không hiểu vấn đề. Dạ. Có nghĩa là anh giờ là anh ở Bình Dương là ở một mình thôi? Em ở một mình. Dạ. À, thuê trọ ở một mình, còn bà với con là đang ở ngoài quê. Quê. Còn em thì hai mẹ con mình đang ở nhà thuê đúng không? Dạ vâng. Cho nên nó cũng không có vướng bận bà con chòm xóm gì hết. Thì ở chỗ nào cũng được. Dạ. Đúng không? Mà con nó có ý muốn là nó muốn theo em không? Theo như em nghĩ. Dạ không ạ. Con em bảo nó lấy chồng thì nó em mà lấy chồng thì nó ở bà ngoại. À, em lấy chồng ở bà ngoại, mà bà ngoại đang ở đâu? Dạ, bà ngoại ở trong Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. À, thật sự là nhà nào cũng cần người giúp việc hết á. Chỉ cần mà mình là làm giỏi rồi, mình thật thà, mình nhanh, mình chất phát là không bao giờ thất nghiệp. Cái nghề đó giờ kiếm tiền ngon nữa. Dạ. Mà đó là em làm cho một nhà. Còn mà em mà làm một nhà mà em làm kiên trì hả? Là cái lương nó rất là cao. Tại vì chị đã từng rất là khổ sở về cái việc kiếm người giúp việc là chị biết mà. Dạ. Cho nên là chị thấy là cũng hợp lý, em về sống chung với anh cũng được. Dạ. Đúng không? Dạ. À, anh ơi, nếu mà sau này em muốn anh mua đất làm nhà ở Bình Phước anh có chịu không ạ? Thì sau này nếu mình làm thì nó mà ấy thì chỗ nào có điều kiện thì mình có thể mình mua mình sinh sống ở đó, không sao đâu. Vâng ạ. Tại nhà em ở với Bình Phước nhiều. Bà nhà em là ai? Hiện giờ là ai? Bố mẹ em hay là các em họ hàng em, nội ngoại em ở hết với Bình Phước. Nên là em đi xa em... Giờ mình cuộc sống mình khổ quá, mình ở gần đó rồi cũng đâu giúp đỡ gì được nhau đâu. Mà sống mình không hạnh phúc. Còn mình đi xa mà mình hạnh phúc thì ba mẹ dòng họ mình cũng mừng. Rồi mình có điều kiện thì mình thăm nom chứ đâu cần thiết. Không quan trọng là ở đâu, quan trọng là ở đâu mà đầy đủ, có người yêu thương, tiền bạc, kinh tế ổn định là mình ở. Chứ mình đừng, em cứ suy nghĩ vậy hoài là em càng ngày em càng bị u uất. Đừng có suy nghĩ như vậy. Cái chính của em là em muốn cái gì? Muốn có một người đàn ông chia sẻ với mình đúng không? Hay là em muốn sống với gia đình em? Nếu mà em chỉ muốn sống gia đình thì mình em không lên chương trình rồi. Phải mở ra một chút xíu. Cái chính của mình 37 tuổi rồi. Mình muốn có cái quãng đời còn lại của mình có một người bạn, bầu bạn chia sẻ. Để mình bớt căng thẳng, bớt stress, bớt lo âu. Rồi cũng có nắm tay, cũng có ôm nhau, cũng có trò chuyện. Chị nghĩ là cũng đủ để chúng ta cảm nhận nhau. Thì bây giờ mời hai bạn đặt tay vào cái nút bấm này. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu mình đồng ý hẹn hò thì mình bấm mạnh xuống nha. Cái này không phải nút cảm ứng, là phải ấn mạnh nó mới xuống. Còn nếu như chúng ta không đồng ý thì chúng ta có quyền lấy tay ra, quyền của các em thôi. Nhưng rõ ràng nếu có cảm xúc thì hãy cho mình cơ hội. 30 phút ở đây chưa hiểu gì trơn trọi á, mình cần có thời gian tìm hiểu thêm. Hãy cho mình cái cơ hội. Còn tùy các bạn ha. Rồi đặt tay vào nút bấm với hai bạn. Nhắm mắt lại giùm chị Tường nha. 1 2. Đồng ý thì bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. 3. Hết thời gian. Tường rất là vui, Tường hiểu suy nghĩ và cảm xúc của hai bạn. Mặc dù còn nhiều, hai bạn ít nói thôi. Nãy giờ Tường lo lắm, lo là không biết hai bạn này đang nghĩ gì. Rõ ràng là hai bạn ấy ít nói. Nhưng mà những cái sự va chạm thì các bạn ấy đã có. Sao em bấm rồi mà nó... Rồi chị tắt rồi, cháy rồi đó cưng. Rồi mời em qua đây, anh đang hốt hoảng hả? Sáng rồi qua đây. Hai bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi đó. Dạ. Trời ơi, thấy thương ghê không? Tưởng nó bấm chưa ăn hả? Dạ. Rồi bây giờ là nắm tay nhau thật sự nè. Nắm tay nhau.
Rồi, hai bạn nắm tay nhau nha. Đây, Tường tặng em cái món quà của chương trình ha, để làm đẹp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Nhớ những gì chị Tường nói ngày hôm nay nha. Chị coi em như một người em, chị mới nói thật sự như vậy. Còn nhiệm vụ của Hùng cũng vậy. Nếu đã bấm nút chọn cô ấy rồi thì mình, cô ấy cũng có nhiều cái nó không vui trong quá khứ, em cũng vậy, thì mình chia sẻ nhau trong cuộc sống. Trước tiên mình hãy là những người bạn với nhau. Rất là hy vọng hai bạn sẽ sớm có cái tin vui gì đó báo cho chương trình biết nha. Hơi áp lực, hơi nặng nề, mà tôi tin rằng là mọi người đang theo dõi chương trình cũng sẽ đồng cảm với các Tường ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau cầu chúc cho cặp đôi này sẽ có những ngày hẹn hò, những ngày tìm hiểu nhau thật là vui vẻ, thật là thú vị quý vị nha.